Rất vui được gặp lại các bác tại kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Bên cạnh những chương trình đĩa CD thì Shop em vẫn phục vụ thêm cả băng cassette này, băng cối, đĩa than, đĩa LP vinyl, nói chung là đầy đủ các món trên menu cho anh em chơi audio. Và hôm nay thì tranh thủ mẻ băng mới ra lò thì em xin phép lên sóng nhanh và để cho bác nào muốn một vé quay về tuổi thơ nhá. Và toàn bộ 18 album đều đồng giá là 150 một băng, thu âm trực tiếp từ băng gốc sang, tốc độ chuẩn 1x, âm thanh rất là dày và ấm tiếng, các bác cũng có thể dùng để test giảm máy âm thanh. Và mở đầu bộ sưu tập 18 chương trình này sẽ là album Chuyện Hoa Sim Như Quỳnh 1, album đầu tay của cô phát hành 597 của trung tâm Asia. Và cũng là một trong những cái album thành công nhất đã đưa tên tuổi của Như Quỳnh trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của hải ngoại. Như Quỳnh 1 với Chuyện Hoa Sim, Người Tình Mùa Đông, Mưa, Mộng Du, Biển Dâu, Lá Diêu Bông, Chuyện Hoa Ti Gôn, Liên Khúc Mưa và Mưa Qua Phố Vắng song ca với cả Mạnh Đình. Tiếng rất là tốt nha. Album thử loa quốc dân rồi đúng không nào? Phôi Maxell UR90 đồng giá 150. Băng cassette cũng 150 này, mà đĩa CD tái bản S1 em cũng đang giao là 150 nhá. Ngoài ra bác nào muốn mua đĩa CD gốc chính hãng thì em đang có một vài bản thì giá là 550 một đĩa, có tem của Asia phía bên ngoài. Chương trình tiếp theo cũng cùng phát hành trong 597, đó là Như Quỳnh 2 Dừng Lá Thay Chưa. Hiện tại thì mình đang được nghe thử ca khúc Gửi Về Anh, rất là ngọt ngào trong này. Mà trong cái album Như Quỳnh 2 còn rất là nhiều những bài hay như là Dừng Lá Thay Chưa này, Con Đường Xưa Em Đi này, Một Ngày Không Gọi Nhau, Chuyện Hợp Tan, Qua Ngõ Nhà Anh hay là Mưa Xa, Như Vật Nắng và đặc biệt là siêu phẩm Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Hòa âm ở Trúc Hồ Trúc Sinh tiếng rất là tốt nhá, em cũng đang giao là 150 luôn. Album kế bên Đêm Buồn Tình Lẻ của cặp song ca Chế Linh và Hương Lan, album phát hành của trung tâm Làng Văn. Mình xem qua cái list bài giúp em nhé. Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người, Bôn Xa Chiều Hai Lối, Tha La Xóm Đạo, và Cho Vừa Lòng Em, Tình Như Mây Khói, Một Chuyến Bay Đêm, Lời Tình Viết Vội hay là Tôi Đưa Em Sang Sông, cũng 150 luôn. Bên em sẽ chỉ nhận làm các cái băng theo cái băng gốc nó có sẵn, chứ em không nhận in theo yêu cầu đâu nhá. Tức là em còn những cái chương trình băng gốc nào thì em mới in sang được, còn nếu mà không có chương trình gốc thì em cũng không làm được đâu. Cả nhà thông cảm giúp em nhá, em cũng không nhận in theo yêu cầu, theo list bài các bác tự chọn đâu. Album nhạc yêu cầu trung tâm Người Đẹp Bình Dương số 44 qua tiếng hát Tuấn Vũ, một trong những cái album mà rất là nổi tiếng mỗi khi nhắc đến danh ca này. Ở trong này thì có 10 năm tình cũ này, Nhà Anh Nhà Em, Yêu Anh Yêu Một Mình, Sầu Lẻ Bóng, Tình Như Mây Khói, Vết Thương Cuối Cùng và đặc biệt là Người Tình La Lan và Giọt Lệ Sầu. Album Tuấn Vũ nhạc yêu cầu 150 cả nhà nhá. Chương trình này em đang có sẵn cả đĩa CD tái bản S1 150 hoặc là cả đĩa CD chính hãng phôi sọc xịn là 280 nhá. Mình có thể mua cả hai phiên bản, cả CD cả băng cassette để mình nghe thử chất âm của hai cái định dạng xem nó như nào. Dù sao thì em biết rằng là rất là nhiều bác thích nghe qua cái chất liệu băng, bởi vì nghe nó có phần dày hơn, nó ấm áp tiếng hơn, cũng như là nghe nó mộc mạc hơn đúng không nào. Chế Linh hát cho Người Tình Phụ Vôn 1 của Người Đẹp Bình Dương cũng là một cái chương trình rất là nổi tiếng của danh ca Chế Linh. 10 năm tình cũ, Giọt Lệ Sầu, Hận Tình, Một Lần Cuối, Nửa Đời Yêu Anh hay là Anh Đến Thăm Em Đêm 30. Nghe bác Chế Linh rên rỉ trong cái đĩa này, trong cái album này thì đúng là phê luôn. 150 nhá. Đĩa CD tái bản cũng là 150 mà đĩa gốc sẽ là 280 nha. Chiều Tây Đô, tiếng hát Thanh Tuyền 2, phôi Maxell UR90, mình xem thử có cái list bài. Chương trình này đĩa CD cũng bán khá là chạy này, bởi vì toàn bài hay thôi. Như là Chiều Mưa Biên Giới, Chiều Tây Đô, Chiều Hành Quân, Sương Lạnh Chiều Đông, Nếu Ta Đừng Quen Nhau hay là Ai Nói Yêu Em Đêm Nay. 150 cả nhà nhá. Nhớ bác cũng hỏi rằng là em có cái phôi băng cao cấp hơn không, thì có nhá, em có cả những cái phôi xịn hơn, giá từ 200 cho đến 300, 400, 500 đều có. Nhưng bác nào mà muốn đặt làm cái phôi băng xịn hơn thì vui lòng nhắn qua Zalo giúp em. Chương trình tiếp theo Khánh Ly Hạ Trắng với những tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hạ Trắng, Tuổi Đá Buồn, Du Em Từng Ngón Xuân Nồng, Chiều Một Mình Qua Phố, Này Em Còn Nhớ, Biết Đâu Cội Nguồn, Hay Nghe Những Tàn Phai và Rừng Xưa Đã Khác. Chủ yếu thì em sẽ chỉ làm cái phôi băng Maxell như này, bởi vì nó dễ thu in này mà giá thành nó vừa phải, chất lượng cũng rất là ok rồi, cả nhà cứ yên tâm, toàn bộ là băng mới hết nhá, không có phải băng cũ hay là băng dùng một lần đâu. Bonnie Em, chương trình tuyển chọn Greatest Hit, những ca khúc hay nhất từ những Bahama Mama này, hay là Happy Song này, Bye Bye Bluebird,
Motherless Child hay là No Woman No Cry, Pentaman, Hooray Hooray trong này có khá đầy đủ cả bản Daily Cool và Gotta Go Home nữa. Sunny và River of Babylon sẽ là hai bài cuối này. Và CD em cũng đang giao được 150 nha. Đấy, thì lồng thêm hai cái chương trình nhạc nước ngoài cho các bác đổi gió, nghe âm thanh nó sập sình, nó sôi động một tí nào. Modern Talking, những bản kinh điển như là Cherry Cherry Lady, rồi thì Brother Louie, Your My Heart, Your My Soul trong này có rất là đầy đủ. Cái này có thể nhìn từ cái list băng ở đây. Rất là nhiều những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc huyền thoại. 150 nhá. Và các bác quan tâm cái chương trình băng nào thì có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên băng qua Zalo giúp em sẽ gửi tận nơi cho mình. AB ship số đề từ 3 băng trở lên, miễn phí ship từ 5 băng. Bác nào mua 10 băng hoặc là từ 150 thì giúp em sẽ tặng thêm một băng để kỷ niệm. À, Tuấn Vũ Bạc Trắng Lửa Hồng, album Tuấn Vũ Greatest Hits. Chương trình phát hành của Trung Tâm Làng Văn em cũng đang giao với giá là 150. Cái album này có cả đĩa CD nhá, cũng rất là nhiều bài kinh điển, Hận Đồ Bàn, Mất Nhau Rồi, và Nét Buồn Thời Chiến, Người Xa Về Thành Phố, Đoàn Lữ Thứ hay là Đêm Trên Đỉnh Sầu. Marcel 90 nha, 150 này. Và Chế Linh Thanh Tuyền Đoạn Tuyệt cũng là một cái album rất là hay. À, chương trình này thì vẫn hay nhất là Tình Yêu Trở Lại Trăng Sao với cả cái bài Cho Người Tình Lỡ, là những cái bài rất là nổi tiếng của cặp song ca này, cả bài Biển Tình nữa. Ngoài ra còn có Những Chiều Không Có Em và Lỡ Cuộc Tình Sầu, Nếu Một Ngày, Lời Kể Đang Trình hay là Nửa Đêm Nguyện Cầu song ca. 150 nha. Toàn bộ là băng mới hết chứ không phải là băng một nước đâu cả nhà nhá. À, Tuấn Vũ 7, Dạ Vũ Tình Đầu, album Làng Văn số 60 là một cái chương trình mà Tuấn Vũ hát song ca với rất là nhiều những cái giọng ca nổi tiếng như là Tuấn Vũ Hương Lan, Tuấn Vũ Sơn Tuyền, rồi thì Tuấn Vũ Giao Linh và Tuấn Vũ Băng Châu. Tiếng thì không cần phải giới thiệu bởi vì đây là một cái album rất là đình đám rồi. Dạ Vũ Tình Đầu, Tuấn Vũ 7 cũng 150 cả nhà nhá. Đĩa CD thì em đang giao là 150 đĩa tái bản, còn nếu mà đĩa gốc chính hãng phôi xịn hơn sẽ là 280, cũng đang có sẵn hàng. À, xuống dưới đây thì em đang có thêm liên khúc Tuấn Vũ. Bác nào mà thích nghe những giai điệu liên khúc mà sôi động thì em đang có liên khúc Tuấn Vũ 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây là liên khúc Tuấn Vũ 1 nhá. Cái list bài rất là nhiều. Thì là xem thử du em. 150 nhá. Giao Linh và Tuấn Vũ Vol 3, Em Sắp Về Chưa, phát hành của Trung Tâm Giáng Ngọc. Các cái băng đều được làm cái bìa đĩa rất là đẹp này, sắc nét, cũng như là nó có giá trị cho mình vừa chơi mà mình vừa lưu trữ, vừa trưng bày rất là đẹp. Đây là cái list bài của Em Sắp Về Chưa đây. Lá Vàng Khóc Lá Xanh Rơi, Mùa Hoa Anh Đào, Qua Cơn Mê, Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, Hoa Cải Mái Tóc, Nếu Đừng Giang Dở, Cho Tôi Sống Lại và Gió Cuốn Mây Trôi. 150 ạ. Những cái chương trình này đều có cả đĩa CD cả nhà nhá. À, tùy theo mình thích chơi theo cái định dạng nào thôi. Nhiều bác thì thích nghe đĩa CD bởi vì âm thanh nó nét hơn, nhưng mà nhiều bác lại thích cái chất liệu của băng, rồi thì băng cối nữa, nghe nó có gì đấy nó mộc mạc và nó chân thực hơn, nó đúng cái chất hoài niệm đấy ạ. À, Duy Khánh 2, Làng Văn, chương trình Một Mai Dã Tử Vũ Khí, một album rất là nổi tiếng không chỉ của Trung Tâm Làng Văn mà cũng rất là một cái chương trình mà đình đám mỗi khi mà nhắc đến Duy Khánh đúng không nào. Một Mai Dã Tử Vũ Khí này, Qua Cơn Mê, Xuân Này Con Không Về, Hình Xa Nhà, Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương và bài Cảm Ơn Ngày Đá Đơm Bông. Duy Khánh 2, Một Mai Dã Tử Vũ Khí cũng là 150. Và nhắc đến những cái chương trình băng em bán nhiều thì không thể bỏ qua những cái băng của Hồng Trúc nha, chẳng hạn như là Hồng Trúc 7 này, Hồng Trúc 8 này, và trong đó có Hồng Trúc Cho Người Vào Cuộc Chiến, một cái chương trình mà khách rất là thích luôn, không hiểu vì sao. Thì trong, có thể là trong cái list này có những cái bài nó quen thuộc, và một phần nữa đó là do cái âm thanh của những cái Hồng Trúc 7, Hồng Trúc 8 và cả Hồng Trúc Trong Cuộc Chiến này, tiếng nó rất là tốt, nó nhỉnh hơn hẳn so với những Hồng Trúc vuông khác. Thì các bác có thể tham khảo nhá, Cho Người Vào Cuộc Chiến, 150 nhá. À, Tuấn Vũ Up The Year, album rất là đặc sắc của Tuấn Vũ. Ở trong này thì có Gõ Cửa, có Phận Gái Thuyền Quyên, Được Tin Em Lấy Chồng, Chuyện Ba Người, Đôi Mắt Người Xưa, Nỗi Buồn Hoa Phượng và Tình Đời Tay Trắng Không Bao Giờ Ngăn Cách. Tuấn Vũ Up The Year. Riêng cái chương trình này lại không có đĩa CD nhá, bởi vì cái đĩa nó ngừng phát hành rất là lâu rồi, em không kiếm được luôn. Và kết thúc cái bộ sưu tập 18 album băng cassette nhạc vàng nhạc xưa ngày hôm nay sẽ là Tình Ca Lính, Trường Vũ viết từ KBC.
Nói chung là những cái CD, những cái album mà hát về nhạc lính thì không thể bỏ qua những cái đĩa của anh Hoàng Trường Vũ đâu không nào. 16 trăng tròn này, Thương Về Quán Trọ, Viết Từ KBC, Ngoại Ô Buồn, 10 năm tái ngộ, Lính Xa Nhà, Mùa Sầu Riêng, Kỷ Niệm Một Mùa Hè, hay là Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Cũng là 150 nhá. Ok, vậy thì hôm nay em đã quay khá là nhanh những cái chương trình băng cassette em mới làm xong trong tuần này. Thì các bác quan tâm chương trình nào có thể nhắn tin qua Zalo 0912906897 để em soạn băng. AB em ship CD từ 3 băng trở lên, miễn phí ship từ 5 băng. Bác nào mua 10 băng hoặc là cứ mua đơn hàng từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt và hẹn các bác ở trong những video tiếp theo.